Chào các bạn, hôm nay mình sẽ mở hộp cái máy massage trị liệu. Cái máy này nó có từ rất lâu rồi nha các bạn. Nó cũng rất là nhiều tính năng như châm cứu, rồi xoa bóp, rồi máy đấm, rồi cạo gió, vân vân, rất là nhiều chức năng. Hoàn toàn bằng tiếng Việt hết nha các bạn. Và vô tình mình lên mạng mình thấy cái giá của máy dưới 100 ngàn nha các bạn. Nên mình mới mua về mình sử dụng thử xem nó như thế nào. Máy này gồm có 4 miếng dán. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong máy xem sao nha các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng mở hộp cho các bạn. Đây là nội thất của máy nha các bạn. Đầu tiên là sách hướng dẫn nha các bạn. Cuốn sách hướng dẫn này bằng tiếng Việt không nha các bạn. Hướng dẫn sử dụng nha các bạn. Thành ra cũng rất là dễ sử dụng và tiện lợi. Rồi, đây là nhân vật chính của chúng ta đây các bạn. Máy cầm rất là nhẹ. Rồi, tiếp theo đây là cái cục cắm để xài điện nha các bạn. Cái cục nguồn cắm để xài điện. Rồi, đây là đồng dây cáp. Đó, mình cắm vào để mình xài điện. Và đây là ba cục pin. Ba cục pin cho theo thang máy các bạn. Và đây là cái sợi dây cắm giữa máy và các cái miếng dán này nha các bạn. Đây là 4 miếng dán, một bịch có 2 miếng nha các bạn. 2 bịch là 4 miếng và đây là sợi dây nối từ miếng dán này vào máy. Rồi, chỉ có vậy thôi. Bây giờ mình lột pin mình bỏ vào thử nha các bạn. Máy xài 3 cục pin nhỏ nha các bạn. Mình sẽ trượt xuống để mở cái nắp pin ra. Bây giờ mình sẽ lắp 3 viên pin vào. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp lại. Trên là cái nút tắt mở nha các bạn. Đó, tắt mở. Đã mở máy lên rồi các bạn. Máy toàn chữ Việt Nam nha các bạn. Rất là dễ sử dụng. Đó, các bạn thấy rõ không? Cái nút chọn ở dưới là cái nút chọn chức năng nha các bạn. Phím chức năng để chọn những cái chế độ như là xoa bóp, cạo gió, rồi châm cứu gì đó. Tùy theo mình chọn cái nào thích hợp với mình nha các bạn. Máy có lỗ bên hông này nha các bạn. Để cắm cái nguồn điện vào để mình sử dụng. Nếu các bạn không dùng pin thì các bạn sẽ sử dụng cái điện với cả cắm vào cái lỗ bên hông này. Đó, đây là cái cục cắm điện.
Và bây giờ mình sẽ tháo cái sợi dây này ra, mình sẽ gắn cái sợi dây cáp này vào máy, một đầu vào máy nha các bạn, và một đầu vào miếng dán. Đây, các bạn cắm đầu này vào trên cái lỗ trên cùng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lột miếng dán mình cắm vào thử nha các bạn. Đó, các bạn sẽ bấm vào cái miếng dán. Tiếp theo các bạn sẽ lột cái miếng bịch ni lông ở ngoài đó, rồi các bạn sẽ dán lên tay. Và bên này cũng vậy, mình sẽ lột ra mình dán lên tay, mình thử ra nha các bạn, hay mình để hai miếng gần nhau. Rồi bây giờ mình sẽ mở máy lên. Mình chọn chế độ. Máy vẫn không có tác dụng gì nha các bạn. Mình bấm mọi thứ hình như là máy không có tác dụng gì hết. Không biết máy dưới 100 ngàn có sử dụng được không đây. Sao mà không có một tín hiệu gì hết. Bây giờ mình sẽ mở lại. Máy cũng không có tác dụng gì nha các bạn. Vẫn không có một tín hiệu gì hết nha các bạn. Và có lẽ mình để hai miếng dán này cùng một dây á các bạn, hai dây này nó cùng một bên á. Bây giờ mình sẽ bỏ một miếng dán ở một bên dây riêng đó, một bên nó sẽ tẻ làm hai, thành ra mình bỏ, bây giờ mình bỏ hai bên riêng nhau. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên, chọn chế độ. À, đây là lúc lớn nhỏ này các bạn, lúc mạnh yếu á, và đã có điện rồi các bạn, và đã có tác dụng rồi các bạn. Vậy là phải hai miếng, phải để hai bên đầu dây khác nhau thì nó mới có tác dụng nha các bạn. Bây giờ mình lột, mình gắn cái đầu dây khác vào, nhưng mà nó cũng khác bên nha các bạn. Từ một bên nó tẻ làm hai thì mình lấy một bên, mình lấy một sợi thôi, còn bên kia mình lấy một sợi riêng thì máy sẽ hoạt động nha các bạn. À, cái nút này là nút tăng cái xung điện cho nó mạnh các bạn. Còn nút kế bên này là nút giảm. Máy đang so bó chịu nha các bạn. Tùy theo cái mức độ chịu đựng của mỗi người mà mình sẽ chỉnh cái mạnh yếu cho vừa. Với cái mức giá dưới 100 ngàn thì mình thấy
rất là rẻ rồi các bạn, rất là nhiều chức năng, và với giá tiền như vậy thì các bạn nên mua một cái trải nghiệm thử nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt các bạn.